rồi xin chào các bạn đã quay trở lại với cái video tiếp theo của mình nhé thì trong video ngày hôm nay sẽ là một cái video có vẻ là hơi xàm xí một tí nhưng mà hy vọng sẽ hữu ích các bạn nhé thì à, sắp tới có thể là mình sẽ ra khá là nhiều những cái video xàm xí đấy thì à, bạn nào mà chịu không được thì các bạn có thể skip qua ha à, có một câu hỏi khá là hay của một bạn gửi cho mình à, bạn này hỏi mình là làm một cái video nói chi tiết về UEFI và Legacy BIOS, xem hai cái này có gì khác nhau, rồi cái nào ngon hơn, nên xài cái nào. đó, thì đây chính là cái nội dung của video ngày hôm nay các bạn nha. thì nói về Legacy và UEFI ấy mình cũng có làm một vài cái video trước đó rồi nhưng mà không biết là đã rõ ràng hay chưa thì thôi thì uh, nhân vì cái sự là bạn này bạn hỏi uh, làm cho chi tiết ấy thì mình cũng muốn làm lại video này luôn để nói chi tiết rõ ràng cho các bạn biết uh, như thế này đây mình có list ra một cái list ở đây bởi vì nó khá là dài cho nên là mình sợ mình không nhớ ấy. mình có list một cái list đây thì uh, trước tiên mình muốn nói các bạn biết về UEFI là như thế nào và legacy bios là như thế nào. Nếu mà nói về cái lý thuyết của nó thì nó rất là dài dòng và nó khó hiểu thì mình sẽ đưa cho các bạn hai hình ảnh. Một là legacy bios và một là UEFI bios. Các bạn xem nhé. Rồi, sau khi mà các bạn xem qua hai hình ảnh này rồi thì bây giờ mình sẽ nói đến cái sự khác biệt giữa UEFI và Legacy BIOS cái điều thứ nhất để mình coi cái list đã nhé <laughs> ngày xưa khi mà chúng ta xài những cái hệ thống mà Legacy BIOS đời cũ á thì đa số chúng ta xài nó chỉ nhận được ổ cứng tầm khoảng 2 tb trở xuống thôi các bạn 2 tb trở xuống thôi cho nên các bạn thấy là vào cái thời đó các bạn rất là hiếm tìm được những ổ cứng lớn hơn 2T. Nhắm cái các bạn luôn. À, mình nói điển hình như là cái khoảng năm à, cỡ à, 2008 2009 trở về trước ấy, các bạn rất là khó tìm ra được những cái ổ cứng mà lớn hơn 2TB và mình nghĩ là chắc là cũng ít ai xài những ổ cứng lớn như vậy lắm. Và những cái thời đó thì người ta chỉ xài những cái ổ mà khoảng cỡ 300 400 g hoặc là 500 g là hết rồi, Ho hoặc khoảng ghê lắm là 1TB. Mình thấy rất ít người xài 2TB Và hồi đó mình nhớ là mình có Xài một ổ 1TB và một ổ uh, 2TB Và cái ổ 2T, 2TB này ấy, mình phải ship từ nước ngoài về Ở Việt Nam rất là hiếm có hàng Mặc dù trên website người ta có uh, Để là bảng giá luôn đấy nhưng mà đến lúc hỏi cũng không có các bạn Chỉ có ổ 1T thôi, ổ 2T phải ship từ nước ngoài về Thì cái hệ thống mà Legacy BIOS cũ ấy mặc định là nó chỉ hỗ trợ lên tới có 2 tb thôi các bạn còn nếu như các bạn mà xài lớn hơn nó sẽ không nhận nha nó sẽ không nhận nó cũng giống như kiểu là win 32 bit thì chỉ nhận được ram là có 3,75 g trở xuống còn nếu mà bạn gắn ram 4 g trở lên thì bắt buộc bạn phải cài win 64 bit thì cái thằng UEFI và thằng Legacy BIOS nó cũng y như vậy luôn. Rồi cái điều thứ hai, UEFI ấy nó sẽ hỗ trợ cho bạn tổng cộng là 4 partition primary, 4 partition primary. Thì uh, bây giờ các bạn thấy là các bạn cài Win ấy nó dễ lắm rồi. Nha, nhất là Windows 10. Nếu bạn có một cái ổ cứng riêng để bạn cài Win ấy thì nó lại càng dễ nữa là khi bạn vô cái phần mà chọn partition ấy để chọn cái phân vùng để bạn cài ấy, bạn chỉ cần chọn vào cái ổ cứng đó và bạn bấm next một phát là tự động làm hết tất cả mọi thứ. Còn ngày xưa cài Windows XP trở về trước ấy nó không đơn giản như vậy cho bạn chọn như vậy đâu. Bắt buộc bạn phải phân vùng ổ cứng trước nha. Windows XP nó cũng có cái phần mà phân vùng cho bạn luôn Nhưng mà nếu mà để cho được dễ dàng và chính xác thì bạn phải phân vùng trước Còn thôi bạn vào trong cái bộ cài bạn phân vùng ấy Nó không phải là cái giao diện như bây giờ mà là giao diện DOS bạn rất là khó làm Đấy à, Thì Đối với lại cái hệ thống mà Legacy BIOS cũ ấy Là nó chỉ có hỗ trợ một phân vùng primary duy nhất cho nên khi mà bạn phân vùng ổ cứng bằng những cái phần mềm mà phân vùng ổ cứng ấy, bạn phải tạo ra một cái phân vùng primary. Sau đó bạn sẽ tạo một cái phân vùng nó gọi là phân vùng exten, xten ha. Rồi, từ cái phân vùng xten đó, bạn sẽ tạo ra những cái phân vùng gọi là logical. Đấy. Thì những cái phân vùng về sau đó bạn sẽ dùng để bạn chứa dữ liệu hay làm gì đó tùy ý bạn. Còn cái phân vùng mà primary chính đó thì bạn sẽ dùng để bạn cài window. Thằng legacy bios là như vậy, đó rất là tệ. Còn đối với UEFI làm sao? Nó hỗ trợ cho bạn tới 4 phân vùng. 4 phân vùng primary bốn phân vùng primary thì bạn biết đấy một phân vùng primary bạn có thể tạo ra một phân vùng xten rồi từ xten này bạn tạo ra rất được rất là nhiều logical thì từ bốn phân vùng primary này bạn sẽ tạo ra được rất rất là nhiều nhưng mà thực chất mà nói ra thì bây giờ ấy, người ta xài ổ cứng ấy không phải như hồi xưa mà là mua được có một ổ cứng nhỏ nhỏ tầm 80 g hay là 160 g rồi cắt nhỏ nhỏ nhỏ, nhỏ ra và dữ liệu bây giờ nó cũng to hơn như ngày xưa rất là nhiều Dữ liệu hồi xưa thì nó có vài chục mê Cho nên xài ổ cỡ 160 g là thấy là phê lắm rồi không bắt đầu ổ trăm sáu đầu chia nhỏ ra chia là ví dụ như là 60 g cài win còn trăm g chia đôi ra 50 g chứa uh, tokuda tokuda 50 g chứa o o Maria Ozawa đấy ví dụ là vậy uh, còn bây giờ ấy các bạn thấy không? Xài ổ SD Một ổ SD ít nhất là Cỡ 120 hoặc là 256 Để cài Win đúng không? sau bắt đầu mua một ổ cứng 1T về để Chứa uh, game uh, Chứa này kia đấy Đâu cần chia chác gì đâu Cho nên chả quan tâm đến cái chuyện là uh, Bao nhiêu Primary Hoặc là bao nhiêu Secondary Chả cần quan trọng Và bây giờ ấy, các bạn thấy Bên hệ thống của AMD ấy, Là từ những cái dòng CPU mà Ryzen trở lên là bắt đầu là nó đã chạy hệ thống UFI rồi có thể là trước đó nữa rồi bên Intel thì từ cái men mà thế hệ H61 trở lên là bắt đầu đã có UFI rồi và có UFI thì đâu có còn mơ đến đâu có còn màng đến cái chuyện là bao nhiêu primary nữa đâu bạn không vô cái là bắt đầu là thời chiến game mà game thì nó nặng đúng không bạn thấy là game một game bây giờ cả mấy chục ghi nó đâu như ngày xưa đâu game hồi xưa ghê lắm có ghi hai ghi giờ mấy chục ghi mua ổ một t về cắm vào chấp được vài game đầy thấy không cho nên đâu quan trọng là phân vùng bao nhiêu đâu chả cần quan tâm là bao nhiêu primary luôn thì mình chỉ nói để cho các bạn biết là UFI nó hỗ trợ là bốn phân vùng primary nha còn đối với legacy bios nó chỉ hỗ trợ một phân vùng primary nhất mà thôi nha ok tiếp đến cái điều thứ ba đó là cái gì à... <laughs> đối với những máy tính mà chạy hệ thống uefi nó sẽ giúp cho bạn là khởi động nhanh hơn nhanh hơn vì sao bởi vì tất cả những cái firmware cái con bios chúng ta nó cũng có một cái hệ điều hành riêng của nó các bạn nhé và cái này người ta gọi là firmware thì cái firmware trên con bios này nó sẽ giúp tối ưu tất cả những phần cứng trên những thiết bị đời mới bây giờ và nó có hệ thống giúp cho cái máy tính chúng ta nó bút nhanh hơn có nghĩa là khởi động nhanh hơn đấy cho nên là cái hệ thống ufi nó ngon hơn thằng legacy BIOS chỗ này legacy BIOS hoàn toàn không có cái vấn đề này cho nên là bạn thấy có rất là nhiều những cái máy cổ xưa ấy khi mà khởi động lên bắt đầu là phải chạy chạy chạy, chạy cái trình mà check ram rồi check ổ cứng rồi check cpu rồi này kia chạy dẹp giống như là thị trường chứng khoán hoặc là đen mấy hacker đang làm ấy. Trời nó lâu ơi lâu luôn Khởi động mãi vào Windows Còn giờ bạn thấy không Hệ thống UFI Khởi động lên Chơi một cái logo men rất đẹp đúng không Hệ thống Windows 10 quay quay, quay có vòng hai vòng à Vào Win Rất là nhanh đúng không Đến cái vấn đề thứ tư Đó là vấn đề bảo mật Ở trên cái hệ thống UFI ấy Nó sẽ có cái phần là Secure Cho nên khi các bạn vào trong cái BIOS ấy, Các bạn sẽ thấy nó có phần là Secure Phần mà bảo mật đấy Nó sẽ giúp cho bạn là Chọn hệ điều hành nào Hệ điều hành nào Ở ngay trong BIOS luôn bạn thấy là hồi xưa ấy, ở trên những cái hệ thống mà legacy bios cũ ấy thì bạn vào cái phần mà boot ấy bạn chỉ chọn là ví dụ như là first boot cd rom hard disk usb vậy thôi hết và những cái thiết bị khác mình không nói nhưng mà khi mà bạn xài thằng uh, ufi thì sao bạn vô lúc nào bạn thấy có phần là window manager đúng không có phần window manager sau đó mới chọn những thiết bị khác và khi mà bạn cài những cái hệ điều hành khác lên trên những ổ cứng khác nó cũng sẽ đặt tên lên luôn mình nói ví dụ đi bạn có ba cái ổ cứng ổ cứng một bạn cài Windows thì nó sẽ lên là Windows Manager ổ cứng thứ hai ví dụ bạn cài à, Linux thì nó sẽ ghi tên Linux lên luôn ví dụ như là Ubuntu hoặc là Kali Linux hoặc là à, Linux Mint hoặc gì đó cái ổ thứ ba ví dụ như bạn cài uh, Hackintosh chẳng hạn đi ví dụ vậy nó cũng sẽ ghi lên luôn trong bài ô nó tự nhận được bạn nha và khi mà bạn khởi động máy lên đấy ví dụ như Uh, bạn uh, muốn là chọn ổ nào ấy thì bạn sẽ gọi cái bút menu lên nó sẽ list, list ra và bạn chọn cái đó là cái thứ nhất, cái thứ hai uh, là ví dụ như khi bạn cài nó sẽ tạo ra một cái menu dual boot thì bạn chọn cái đó mình không nói rồi ví dụ như bạn đang ở trong cái bios để bạn chỉnh chỉnh trong bios đi mà bạn muốn trực tiếp là vào trong cái hệ điều hành ở trên cái ổ cứng mà bạn muốn luôn thì bạn sẽ qua bên cái phần mà booting ấy nó sẽ có phần secure và chỗ đó nó sẽ có nó sẽ list ra cho bạn tất cả những cái hệ điều hành ở trên từng ổ cứng luôn. Bạn bấm vào một phát nó chạy thẳng vào luôn. Có nghĩa là nó sẽ nó sẽ liệt kê ra cho bạn tất cả những cái hệ điều hành ở trên cái máy của bạn luôn, nó quản lý luôn. Và cái phần secure này nó sẽ giúp cho bạn là bảo mật cái hệ thống của bạn để cho tránh cái tình trạng là malware nó xâm nhập vào trong hệ thống của bạn. cái phần secure nó hay cho đó nha. Cái thứ năm mình muốn nói đến các bạn cái chức năng này thì mình nghĩ là chắc người dùng bình thường ít xài lắm. Đó là cái chức năng mà network UEFI. Có nghĩa là bình thường ấy là trên hệ thống uh, legacy BIOS ấy nó cũng có network rồi, nó cũng có boot ROM rồi. Nhưng mà cái thằng uh, network UEFI nó lại còn hay hơn nữa, nó hỗ trợ nhiều tính năng hơn. Và những tính năng này thì hầu như mình thấy là người dùng bình thường ít xài lắm, chắc chỉ những ai mà bên uh, networking ấy, những ai bảo mật uh, quản trị hệ thống đồ này kia ấy quản trị mạng ấy, thì người ta mới dùng đến thôi cái này nó sẽ hỗ trợ là remote từ xa rồi này kia bla bla rất là nhiều thứ mà ở đây thì mình uh, chắc mình cũng không cần phải nói ra nha cái vấn đề thứ sáu là cái vấn đề cuối cùng mình muốn chia sẻ cái điểm khác nhau giữa UFI và Legacy BIOS đó là UFI ấy thì nó sẽ có cái giao diện rất là đẹp giống như lúc ban đầu mình đã cho các bạn coi cái giao diện của UFI rất là đẹp nó gọi là một cái nó gọi là giao điện à, giao diện graphic ấy. có nghĩa là cái giao diện mà giống như là chúng ta sử dụng trên Windows vậy rất là đẹp đúng không rất là trực quan bạn có thể bấm chuột tắt, tắt tắt ngon lành còn như thằng BIOS ngày xưa bạn thấy không chỉ xài bàn phím thôi lên xuống lên xuống qua trái qua phải enter rồi escape lằng nhằng rồi f10 f8 đủ thứ linh tinh xả bàn hết có nhiều người người ta rất là khó làm còn giờ UFI bạn thấy không đơn giản bấm chuột tí tắt là xong ngay đó. Rồi thì vừa rồi là mình đã liệt kê ra 6 thứ khác nhau giữa Legacy BIOS và UEFI BIOS Tới đây các bạn cũng có thể tự nhận xét được là thằng nào ngon hơn Và nên chọn thằng nào đúng không Thì đối với những cái dòng máy tính mới về sau này á Hầu như chả có ai sử dụng Legacy BIOS nữa các bạn bởi vì mặc định đấy là nhà sản xuất người ta đã đẻ để là UFI rồi bạn về là bạn chỉ việc là bạn uh, tạo cái bộ cài UFI rồi uh, bạn uh, để phân vùng ổ cứng là GBT rồi là cứ thế là quất thôi là xài thôi chứ không phải như hồi xưa nữa còn như hồi trước ấy, thì thằng uh, uh, Legacy BIOS đấy thì nó lằng nhằng đúng không phải uh, uh, phân vùng ổ cứng rồi phải vào cài đặt BIOS rồi này kia còn giờ không cần nữa UFI rất là tiện lợi À, thì để biết được á, là máy của bạn nó hỗ trợ Ufi à, hay không thì bạn coi mình cho mình à, cái này là coi mò nha Còn nếu mà coi hết á, thì bạn phải vào trong bài ố đã coi được nếu như máy của bạn đang xài những cái dòng menbo à, thuộc dạng chipset h61 trở lên đối với Intel á thì hầu như đều có UEFI nha hầu như đều có UEFI nếu như bạn mà máy bạn chưa chạy UEFI uh, thì bạn nên vào BIOS bạn chuyển sang chế độ UEFI và bạn cài Windows lại theo chuẩn UEFI là ok nha. Còn đối với uh, AMD thì uh, mình nhớ là hầu hết trên những cái dòng AMD Ryzen bắt đầu từ AMD Ryzen đời 1 luôn ấy là đã hỗ trợ UEFI rồi. Cho nên nếu như mà bạn mà chưa có xài cái tính năng này thì bạn cũng nên vào trong BIOS bạn chuyển sang để bạn cài Windows EFI để giúp cho Windows của bạn nó khởi động nhanh hơn và nó hỗ trợ được tốt hơn các bạn nhé. Mình hy vọng rằng với những chia sẻ video của mình một phần nào đó sẽ hữu ích các bạn nhé. Cái video này mình xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn các bạn theo dõi và hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo nhé. Bye bye. Xin chào các bạn. Rất cảm ơn các bạn đã bỏ chút thời gian để theo dõi video chia sẻ của mình. Nếu như các bạn thấy video này của mình hữu ích, các bạn đừng quên chia sẻ nó cho nhiều người khác cùng xem với nhé cũng như là nhấn nút đăng ký kênh và bật nút thông báo để nhận được những video chia sẻ mới nhất từ kênh của mình nhé. Dưới đây là những video hữu ích khác dành cho bạn. Các bạn nhấn vào các hình vuông phía dưới để xem video nhé. Chúc các bạn xem video vui vẻ và chúc các bạn thành công.